Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video so sánh điện thoại trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay khi soạn câu hỏi cho số tư vấn điện thoại vào buổi tối thì mình có nhận được câu hỏi đến bạn Long Bùi. Bạn hỏi là anh Dương so sánh kỹ giúp em Xiaomi 11T với Xiaomi 11 Lite 5G NE với ạ. Đấy, thực ra là mình vừa mới trả cái con Xiaomi 11T xong, vừa trả xong các bạn ạ. Thì mình nhận được con Xiaomi 11 Lite 5G NE. Đấy, tuy nhiên trong cái quá trình mà trải nghiệm cái Xiaomi 11T ấy, thì mình hoàn toàn có thể đưa ra được cái bài so sánh rất là chi tiết giữa 11T với cả 11 Lite 5G NE để xem sao là sản phẩm nào nó sẽ đáng mua hơn nhé. Đầu tiên là về hộp phụ kiện thì mình sẽ lựa chọn ngay và luôn Xiaomi 11T. Đấy, bởi vì là hộp phụ kiện của nó có sạc 67W, còn ở bên trong cái hộp của Xiaomi 11 Lite 5G NE này nó chỉ có sạc 33W mà thôi. Đấy, đây là cái thứ nhất. Nhưng về cái phần thiết kế thì mình sẽ lựa chọn Xiaomi 11 Lite 5G NE bởi vì là cái thiết kế của nó mỏng nhẹ hơn và nhìn trông nó kiểu như là nó thời trang hơn. Chứ còn khi mà mình nhìn sang cái Xiaomi 11T thì mình thấy là cái thiết kế của nó vẫn là cái dạng cái form thiết kế cũ của Xiaomi rồi. Đấy, nên là mình không thích cái thiết kế của 11T lắm. Đấy, thì thiết kế thì mình sẽ lựa chọn 11 Lite 5G NE. Về mặt màn hình thì sao? Màn hình ấy thì mỗi một sản phẩm nó lại có cái ưu điểm riêng. Màn hình của Xiaomi 11T ấy, thì nó không có Dolby Vision giống như là màn hình của 11 Lite 5G NE. Tuy nhiên, màn hình của 11T ấy, thì nó sẽ sáng hơn một chút này. Nó sẽ có độ lớn tốt hơn này. Đấy, và nó sẽ có tần số quét màn hình là 120Hz thay vì tần số quét màn hình là 90Hz. Đấy, và thêm một điểm nữa đấy là cái kính cường lực được trang bị ở trên Xiaomi 11T thì nó là kính cường lực Gorilla Glass Victus thay vì kính cường lực 5 giống như 11 Lite 5G NE. Đấy, vậy nên là nếu mà tổng quan về màn hình ấy, thì mình sẽ lựa chọn cái Xiaomi 11T. Mình có thể chấp nhận hy sinh một chút là nó không có Dolby Vision cũng được. Đấy, phải lên phiên bản Pro cơ, 11T Pro cơ thì nó mới có Dolby Vision. Đấy, thì cái 11 Lite 5G NE này thì nó đã có rồi. Đấy, nhưng mà nó không có tần số quét cao, rồi nó tối hơn một chút này, rồi là nó không có kính cường lực xịn sò bằng. Nên là về màn hình ấy, thì mình sẽ lựa chọn cái Xiaomi 11T được chưa? Rồi, về mặt hiệu năng thì cái con chip Dimensity 1200 ở trên Xiaomi 11T nó được tối ưu hóa cực kỳ tốt, và đây có thể coi là một trong những cái chiếc điện thoại tối ưu tốt nhất cho con chip Dimensity 1200. Và cái con chip Dimensity 1200 ở trên Xiaomi 11T tốt hơn so với cả cái con chip Snapdragon 778 trên 11 Lite. Và cái bộ nhớ trong của 11T thì nó cũng là cái loại bộ nhớ trong đọc ghi xịn sò hơn, nó tốc độ cao UFS 3.1 thay vì 2.2 giống như ở trên 11 Lite 5G NE. Được chưa? Nên là về hiệu năng thì chắc chắn rồi, mình sẽ lựa chọn ngay và luôn Xiaomi 11T. Về camera thì rất là nhanh chóng thôi, mình sẽ lựa chọn Xiaomi 11T về mặt camera. Camera của 11 Lite 5G NE thì nó cũng không khác mấy so với 11 Lite trước đây đâu. Và về pin thì Xiaomi 11T cũng sẽ có viên pin tốt hơn nhiều, 5000 mAh so với cả mức 4250. Tất nhiên chúng ta phải chấp nhận điều này thôi, bởi vì sao? Bởi vì là cái 11 Lite 5G NE thì nó phải hy sinh cái pin để mà nó có một cái thiết kế nó mỏng nhẹ như này. Còn về sạc thì nó cũng sẽ nhanh hơn rất là nhiều, sạc 67W thay vì sạc 33W. Loa ngoài là loa kép thì cả hai sản phẩm đều có. Tuy nhiên là về kháng nước kháng bụi thì chỉ có Mi 11T là có thôi nhá. Có thể là các bạn sẽ xem trên Game Arena là nó sẽ có thông tin kháng nước kháng bụi của Xiaomi 11 Lite 5G NE là IP53 đấy. Nhưng mà thực tế là không có thông tin chính thống nào của Xiaomi nói về cái điều đó cả, nên là mình vẫn sẽ lựa chọn Xiaomi 11T về khả năng kháng nước kháng bụi là IP53. Tất nhiên có thì cũng hơn không, đúng nào. Đấy. Còn về phần mềm hay về sóng sánh hay các thứ khác thì hai sản này nó rất là giống nhau. Vậy chúng ta sẽ lựa chọn sản nào trong hai sản này? Thì cá nhân mình thấy là như sau này. Nếu chúng ta cần một chiếc điện thoại thanh lịch và tất cả mọi thứ khác nó đều đủ dùng thì chúng ta lựa chọn Xiaomi 11 Lite 5G NE. Còn nếu các bạn cần một chiếc điện thoại có hiệu năng tốt hơn này, có màn hình tần số quét cao hơn này, có camera ngon hơn, có pin trâu hơn, nghĩa là đại loại là nhiều thứ ngon hơn, đấy, kể cả sạc nó cũng nhanh hơn nữa, thì các bạn sẽ lựa chọn Xiaomi 11T. Và trong cái video này thì mình nghiêng nhiều hơn về Mi 11T. Đấy, còn mình sẽ nghiêng về Mi 11 Lite 5G NE khi mà mình cần một thiết kế thanh lịch thôi. Đấy. Cái này mình nghĩ là ví dụ với màu hồng này nó sẽ hợp với các bạn nữ này. Đấy. Chứ bảo bây giờ mà mua tặng bạn gái thì mình sẽ không lựa chọn mua Mi 11T đâu, mà mình sẽ lựa chọn 11 Lite 5G. Được chưa? Tất cả thông tin về hai chiếc điện thoại này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả video, hoặc truy cập vào website của Cellphonet nhé. Cellphonet hiện tại đang bán cái Mi 11 Lite 5G NE, chính xác ra gọi là Xiaomi 11 Lite 5G NE đấy, với mức giá là khoảng 8,5 triệu. Còn Xiaomi 11T ấy thì giá niêm yết của nó tương đối cao, 11 triệu cơ. Nhưng các bạn sẽ nhận được vô vàn nhiều quà
và giá sau khi đã trừ đi hết quà của nó thì cũng chỉ ngang với 11 like 5GNE thôi, nên các bạn ghi yên tâm, được chưa? Cứ kích vào đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment, xong sau đó liên hệ trực tiếp đến Cellnet để có được mức giá tốt nhất nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hơi đáng tiếc là cả hai sản phẩm đều có vân tay bên cạnh không thôi nhỉ.